Xin chào các bạn nhé, xin mời các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Người Vùng Cao TV nhé. Tại ngày hôm nay mình lại có mặt ghi hình cho mọi người một cái chợ phiên. Đó là chợ phiên ở km 20 thuộc thị trấn Phong Hải, thành phố Lào Cai. Chợ là họp ở xã quốc lộ 70 ở km 20. Đây là chợ là họp vào thứ hai hàng tuần. Ở đây trước mặt đây mình thấy có bán con số con, có 4 con. Các con là bao tiền một con đây em? 500 ạ. 500 ạ. Đẹp nè, số con. Năm trăm một em. Sang chợ khá là hoang sơ nha các bạn. Ở đây chỉ có lập cái lán cũng nhìn khá là cũ kỹ. Mọi người thì đi chợ cũng khá là đông. Đây là bán những hoa quả, bán măng. Mùa này là mùa măng mai các bạn. Bên này có bán trứng gà, trứng vịt. Măng ngọt. Măng này không ăn có lắm nào. Bấm nhà sữa mà gọi ông với chú dễ chết rồi. Bên này thấy có bán hàng quần áo để đồ chơi trẻ con. Bên này thì có những bán rau củ quả. Cô bán bánh. Cái này là bánh gì đấy bà? Này bánh dặm cháu. Bánh dặm. À, cháu tưởng là bánh ngô ở trên vùng cao họ bán như này, họ bánh ngô. Không có bánh ngô ở đây, cũng làm bánh ngô. Mùa này bánh ngô làm cũng khổ lắm. Dễ đâu. Ở trên vùng cao đấy họ cũng làm như này, nhưng mà họ đã xong thì có ngô không thôi. Bên này là bánh. Cái này có mấy chào chị nhá, cái này là bánh gì đây? Chả cá anh ơi. À chả cá. Nếm đi. Nếm thử nó đi. Ờ rồi. Thế cái này là nấm gì đây? Nấm sọ. Hả? Nấm sọ. Cái này là bao tiền một cân? 50k. Nhìn này khá ngon, cái này là nấu với xương nhỉ. Xào. Xào à? Để tằm. Ô cái tằm này tầm lá sắn như này, cuối mùa hay sao thế bé bé? Tầm rụt. À, rút được cái kén ra ấy. À, và trong này là bán quần áo này. Nhưng mà khu này rất là thấp. Đây mấy cô bán à. Cái này là bún chấm. Ở bên này có bà bán thảo dược này. Mua mỗi cái này thôi à? Cái này về để làm gì đấy? Chưa đau bụng. Cái này bao tiền một cái này? 15.000 á. Cái này hình như ở rừng mình có chứ mình không biết tìm. Cái này không có đâu, cái này ta lấy rồi. Chắc ở trên núi đá mới có. Chị xin mà cái mới có.
chữa bệnh đau bụng à? Ở đây mình thấy có sâm đường quy này. Cái này là sâm sâm đá. Mà này xa về lấy sâm tả nè, nè ta xa còn tốt. Mình chạy mua lại đáp. Tài ẩm nữa, cái hàng này cái gọi là mặt hàng thuốc à. Cần tả lấy theo cái đi này. Đấy, có tam thất. Bông lê xa. Bông lê xa. Hả? Cái này là sâm gì đấy à bà? Thì sâm gì vậy? À, thuốc chứa đau khớp à? Cái quả này là quả gì đấy? Hả? Rốc ken à? À. Để chứa cái gì ạ? À, chứa bệnh quả ken. Và à. Còn à, những loại thuốc nam. Em bên này chị bán á. Hàng quần áo người Dao. Đây cái loại này là loại trang sức người Dao đấy. Để những dịp đi đám cưới này hay đi chơi lễ hội, những cái này thì họ buộc ở thắt lưng ấy, mặc quần áo người Dao của thắt lưng. Cái này là cái trống để đi cúng ấy. Chè. Vâng, chào chị nhá. Dao cuốc xẻng. Đèn pin này, những cái loại đèn pin này đội đầu rồi. Tối soi khá là tiện. Đây mấy bà bán rau cải. Đây à, cô này bán cá. Đây là khoai sọ. Cái khoai này là bán bao tiền một cân đấy chị? 25.000 một cân. À, cái này về luộc ăn thì ngon đấy nhỉ. Bán ớt, bán rau dớn.
Ừ, bên kia có cái củ khoai. Khoai lang rất là to, dài. Khoai, mọi người xem cái củ khoai lang rất là to. To dài. Đây cô bán ốc, cái ốc này là ốc gì đấy à cô? Ốc bưu à? Cái này là bao tiền một cân? À, 70.000. Ít mà cháu mới làm đấy. Chị mua trứng vịt lộn. Trứng... khu này bán thịt heo. Thịt heo ngon nhỉ. Cái này thịt lợn đen à chị? Lợn trắng à? Bà bán rau dớn. Rau dớn này là bao tiền một bó hả bà? À, 10.000 một bó. À, tươi ngon. Cái này người ta nhặt ở trên rừng. Cá này khá là to nhé các bạn. Đây là cá rô. Ăn sáng. Khu này thì hơi tối. Mình bạn ăn phở. Để mua cái búa. Mua cái búa bao tiền đấy đại ca? Hả? Đại ca mua cái búa bao tiền này? 100 thôi á? À, trước thì chỉ mua cái búa không, về mình làm cái cán bằng gỗ, giờ họ làm phải tiếp. 100k. Quay gì đây? Quay vào đây. Ờ. Quay vào đây. Làm YouTube ạ. Ôi giời, mấy cháu mỗi người một Âu, mỗi người một tô phở. Đếm tiền xem được mấy triệu rồi à? Mấy triệu rồi? Anh ăn là vẫn ngầm rồi. Nước phở khá là đậm nha, nhìn rất là đỏ. Chắc họ cho nhiều ớt. Một bên này một bên thì bán những hàng mỹ phẩm mà. Hàng chăn màn. Cảm ơn chị. Mai chắc lại tiếp cốc ly à? Ở đây mấy chị bán hàng thì bán thứ hai thì bán ở đây, thứ ba lại bán cốc ly. À, sang bên này sáng. Cô bánh rán. Thank you.
thế sao? Cô chào cô nhá. Đây sang bên này nha. Cô nhìn thấy mình quay cô ngại ấy. Bán bánh cuốn này. À bán bún chứ, cái này là bún. Bún thì mang về. Sang bên này là bán quần áo à, bán chè. À đi cân tốc, đi cân tốc. Sang bên này sẽ là đây là những hàng quần áo. Ủa, cái này mà đứng lên là đầu là gần đọc vào đây này. Đây là bán những hàng thổ cẩm của người Mông ấy. Cái này là cái yếm đúng không em? Cái điệu à? À thế cái này cứ bỏ thế vào thôi gì? Cái này cứ thế bỏ trẻ con vào à, hay là điệu kiểu gì? À là điệu trẻ con. Thế cái này cũng điệu trẻ con à, cái này đấy. À, như cái này là bao nhiêu tiền? À cái này là 300. À 130. Thế mỗi cái mỗi như này làm sao mà điệu được? Có cả cái dây dài dài kia. Cái dây này á? Dây xong là theo cái dây dài dài nữa mà. À theo cái dây dài dài này sợ rơi mất thì sao? Thế cái này không có dây à? À có cái dây này để buộc vào gì? À. Để điệu trẻ con. Đây cũng có mấy cái túi này. Ai à? Cái túi này đẹp nhỉ. Túi đựng tiền hay là đựng cái gì cũng được. Đây này. Cái này ở trong còn ngăn nào nữa không? Trong có à? À, cái này bác nào cần để trang sức hay đựng tiền thì mà mình mua hộ cho đây này. Có các màu này. Đây, cái này cũng được này. Ô, cái này đeo đẹp đấy. Đựng tiền khá là dễ. Đựng điện thoại. À, ở trong vẫn còn một ngăn nữa nhé. Khu này thấp quá. Khu này quá thấp. Đây cũng thấy chú bán các loại thuốc. Khu này thì thấy chúng bán các loại. Cái này là tóc giống hay cái gì đây? Có lẽ mình phải đi sang bên này. Ở đây có mấy bà mấy cô bán thuốc. Cái này là cái sừng sừng nai đấy nhỉ. Cái này có phải sừng nai không bà? Sừng nai này các bạn. Thế cái này là cái nhộng con gì đấy bà? Sâu kíp á? Sâu chít. À. Đông trùng hạ thảo. Thế cái này về ngâm rượu à? Vâng, và ngâm rượu nấu thì ăn. Sâu chít.
đông trùng hạ thảo. Thì cái này là cái gì đây bà? Cái này là củ cải chứ? Chứ cái ốc. Chứ... Người mới chứ nhất chứ ốc. À. Đầu ốc. Đầu ốc có vấn đề đấy. Vâng. Đây là củ cải bà. À. Đông trùng hạ thảo. Sâu chít. Bà có khá loại thuốc nam. Thế cái này là cái gì? Cái này là cái vỏ gỗ hay cái gì đây? Vỏ cây ạ. Vỏ cây người mỏi tay, mỏi tay, đau khớp, đau viêm ấy. À, đau xương khớp. Vâng. Đây, bà toàn là thuốc nam. Cái này là sâm, cái này là sâm đá đúng không bà? Vâng, sâm. Cái đấy là sâm đất ạ. Sâm đất, sâm đá. Người lè thì phải uống cái này ạ. À, có nghĩa một người khó đi lại, đau chân không đi lại được ấy. À, sâm đá. Ờ, mình thấy hai bên đường họ bán những quần áo hạ giá. Ờ, người dân đi mua khá là đông nhé. Bán hàng cũng khá là gần đường này, cũng khá nguy hiểm. Mọi người mua hàng rất là đông, mua quần áo. Video của mình đến đây là kết thúc nhé. Mọi người xem video thì hãy ấn vào đăng ký kênh để theo dõi những video mới mà mình đăng tải nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.